Tại tổ 5 ấp Bào Sầm, xã Bào Trâm, thành phố Long Khánh, Ban dân vận thành phố cùng Ủy ban nhân dân xã Bào Trâm vừa tổ chức lễ khởi công công trình dân vận năm 2019. Nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày công tác dân vận của Đảng 15 tháng 10 năm 1930, 15 tháng 10 năm 2019 và 20 năm ngày dân vận cả nước 15 tháng 10 năm 1999, 15 tháng 10 năm 2019. Con đường được thi công có chiều dài 400 m, rộng 3 m, bê tông xi măng dày 10 cm với kinh phí thi công 220 triệu đồng. Trong đó, Ban dân vận thành phố Long Khánh hỗ trợ 100 triệu đồng. Trích từ nguồn công tác dân vận thành phố, số còn lại do nhân dân trên tuyến đường đóng góp xây dựng. Con đường sớm hoàn thành sẽ giúp bà con đi lại thuận tiện hơn, vận chuyển hàng hóa nông sản thuận lợi, đồng thời góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Bào Trâm.